chào mừng quý vị đã quay trở lại với trang tin nhanh tin tức dân trí, và ngay sau đây sẽ là những thông tin đáng chú ý trong ngày. Mới đây, khi chia sẻ về công việc của mình với mức lương chỉ vỏn vẹn 3 triệu đồng một tháng, nhà khoa học trẻ đã bật khóc vì không thể giúp đỡ cha mẹ của mình, và ngay sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Là đồng tác giả của một bằng độc quyền sáng chế quốc tế, nhà nữ khoa học Hồ Thị Thương bật khóc khi chia sẻ về việc lựa chọn cống hiến cho khoa học nhưng không đủ tài chính để báo hiếu cha mẹ. Nhà nghiên cứu 9X có bằng độc quyền sáng chế quốc tế. Nghiên cứu sinh Hồ Thị Thương sinh năm 1991, đang công tác tại Viện Công nghệ Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam. Chị Thương là đồng tác giả của một bằng độc quyền sáng chế quốc tế năm 2018 có tên là Oligomeric Vaccine Formulated by Stark S Protein Fusion. Số liệu bằng sáng chế là WO2018-115305A1 do Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới cấp. Bên cạnh đó, chị Thương cũng đồng thời là tác giả chính của 2 công bố và là đồng tác giả của 4 công bố quốc tế uy tín. Chị từng tốt nghiệp thủ khoa đầu ra của một khoa thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Với các nhà khoa học trong nước, bằng sáng chế quốc tế không chỉ là niềm tự hào mà còn là mơ ước. Chị Thương cùng với giáo sư Udon Korat và tiến sĩ Phan Trọng Hoàng là ba tác giả đã phát minh ra phương pháp sản xuất protein oligomer trong tế bào nhân thực bằng cách đồng biểu hiện của hai protein dung hợp trong tế bào nhân thực, bao gồm một protein dung hợp S-Stark, trong đó protein có thể là kháng nguyên hoặc kháng thể, và một protein dung hợp S-protein TP. Sáng chế này nhằm tìm ra một chiến lược tiêm chủng hiệu quả và nhanh chóng, ứng dụng cho việc phát triển vaccine, trong đó có vaccine phòng chống cúm gia cầm AH5N1 và dịch tả lợn châu Phi. Cúm gia cầm là bệnh truyền nhiễm cấp tính có tốc độ lây lan nhanh với tỷ lệ gây chết cao trong đàn gia cầm bị bệnh. Dịch cúm gia cầm liên tục tái phát hàng năm với tốc độ lây lan nhanh và diễn biến phức tạp. Về chủ động được nguồn vaccine phòng chống cúm gia cầm sẽ giảm chi phí cho nền kinh tế và chủ động đáp ứng nhanh khi nhu cầu có các biến chủng virus mới xuất hiện tại Việt Nam. Tôi có một khát vọng, đó là được đóng góp và cống hiến một phần sức lực nhỏ bé của mình vào sự phát triển khoa học của nước nhà, đồng thời mang đến cho nước nhà những sản phẩm vaccine thú y có hiệu quả ứng dụng tốt trong tương lai, nhà khoa học Hồ Thị Thương bày tỏ. Có lỗi với bố mẹ vì chưa thể phụ giúp kinh tế gia đình với mức lương 3 triệu đồng. Tôi xuất thân trong một gia đình làm nông, không lấy gì làm khá giả, nhưng bố mẹ luôn tạo điều kiện cho con cái được học hành đến nơi đến chốn. Vì vậy từ nhỏ tôi đã xác định bản thân phải cố gắng hơn bạn bè cùng trang lứa cả học tập lẫn phụ giúp gia đình, Hồ Thị Thương chia sẻ. Hồi còn bé, chị Thương thường suy nghĩ làm thế nào để giúp bố mẹ đỡ vất vả hơn. Từ việc vặt trong nhà cho tới chăm sóc gia súc, gia cầm, chị đều không ngại sắn tay vào làm. Khi trưởng thành, chị có duyên làm việc và được nhà giáo nhân dân Nguyễn Quang Thạch dìu dắt, truyền cảm hứng nghiên cứu khoa học lĩnh vực công nghệ sinh học. Chị nghĩ rằng nghiên cứu ra vaccine kháng bệnh cho gia súc, gia cầm là đang giúp đỡ cho những người nông dân như cha mẹ mình. Chị Hồ Thị Thương hiện đang hưởng mức lương bình quân là khoảng 3 triệu đồng một tháng. Chỉ có điều tôi cảm thấy rất có lỗi với bố mẹ vì từ khi ra trường cho đến nay không có nhiều tiền gửi về để đỡ đần cha mẹ. May mắn là cha mẹ tôi rất thông cảm, chưa bao giờ đòi hỏi gì. Dù tuổi đã cao, các cụ vẫn chăm chỉ lao động. Nói tới đây, chị Hồ Thị Thương xúc động bật khóc. Khi đã nguôi ngoai cảm xúc, chị Thương có thêm nhiều chia sẻ thực tế về bối cảnh nghiên cứu khoa học trong nước và thực tế cuộc sống của các nhà khoa học. Chị kể hàng ngày chị cho con ngủ vào lúc khoảng 22 giờ, sau đó chị dậy sớm vào lúc 3-4 giờ sáng để bắt đầu làm việc. Trong thời gian làm việc ở cơ quan, nữ khoa học 9X không bị phân tâm bởi những việc giới trẻ thường làm như lướt Facebook, xem video giải trí, mà chị dành 100% sự tập trung cho công việc để có hiệu suất cao nhất. Để có thêm thu nhập nuôi đam mê nghiên cứu khoa học, chị Thương cố gắng dành quỹ thời gian nghỉ ngơi eo hẹp để nhận thêm công việc bên ngoài. Quý vị nghĩ sao về những thông tin vừa rồi? Đừng quên để lại ý kiến của mình ngay dưới phần bình luận của video này nhé. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo.